xin cảm ơn người mẹ kính yêu của cô dâu vỡ nhạc phẩm mà lại nhớ người yêu rất là ngọt ngào của mình đã mang đến cho hội trường vào buổi chiều hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Và để liên tục chương trình hát, thưa quý vị, nói về thông tin mới mà em được nghe nhiều lắm ở đây. Có thể chương trình sẽ được